Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Huyền Trang. Kính thưa quý vị, như vậy là hiện nay đó là tài gian nhà chính, tài tư gian của gia đình nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà trai cùng với phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà gái. Hiện nay đã có mặt đông đủ tại gian nhà chính, tài tư gia của gia đình nhà gái chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Hai họ của chúng ta đang cùng nhau tọa đàm hàn huyên tại bàn tròn ở phía trong nhà. Và ở phía ngoài hôn trường cưới thì ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn những tấm lòng, những tình cảm mà quý vị đã dành cho hai gia đình, hai em, hai con của chúng tôi trong buổi đại lễ hôm nay. Và ban tổ chức của chúng tôi mong rằng tất cả các quý vị chúng ta đã có mặt tại hôn trường cưới hôm nay, chúng ta cùng nhau mời chầu, mời trà, mời nước và chúng ta hãy chuẩn bị cho một chương trình đại lễ được diễn ra, đó là lễ nạp tài cho cô dâu Lan Anh cùng sánh duyên với chú rể Hoàng Quỳnh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, này, anh ngồi sang. Nhưng phải nói rằng đúng là hôm nay thời tiết thì tuyệt đẹp. Như vậy là đang chuyển giai đoạn từ mùa đông chuyển sang mùa hè. Đó là tương lo vun tiệm tương lai phúc cho đôi con trẻ. Và hôm nay đó là các vị đại diện của chúng ta đã có mặt tại tư gia của gia đình nhà gái chúng tôi. Như vậy là phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà trai. Một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi thay lời cho gia đình nhà gái xin chân thành cảm ơn những phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà gái cùng với toàn thể quan viên hai họ bốn bên đã có mặt tại hôn trường cưới hôm nay. Một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi mong rằng đi đến ngày giờ tổ chức hôn lễ cưới cho đôi con trẻ. Kính thưa quý vị, đúng là trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, và một năm thì bắt đầu từ mùa xuân hôn nhân hạnh phúc và gia đình, và trai hôn rừng vợ, gái lớn gả chồng. Kính thưa quý vị, vì điều đó đó và hôm nay trong suốt thời gian đôi con trẻ của chúng ta đã đến với nhau và được sự thống nhất của hai ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà trai chính thức đứng dậy cũng những lời phát biểu và giới thiệu các thành phần tham gia trong buổi lễ nạp tài hôm nay đến từ phía gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai họ, lần đầu tiên tôi xin được tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Quỳnh. Và qua đây thì tôi cũng xin giới thiệu thành phần của phái đoàn họ, gia đình họ nhà trai chúng tôi tới dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn, giới thiệu đây là ông ngoại của cháu Quỳnh. Tiếp theo đây là bố đẻ ra cháu Quỳnh. Ngoài còn có cụ thân sinh bố cháu Quỳnh cùng ngồi đây. Và đây là bà dì của cháu. Và ngoài ra còn có cô dì, chú bác bên nội bên ngoại cũng có mặt đầy đủ trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông bà, kính thưa hai họ, qua một thời gian công tác, các cháu đã quen nhau, biết nhau và tìm hiểu được sự đồng ý của hai bên gia đình. Hôm nay ngày lành tháng tốt, về phía gia đình họ nhà trai chúng tôi có cái lễ ăn hỏi mang tới gia đình nhà gái để các cụ, các ông, các bà thắp hương gia tiên và báo cáo cái việc trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Bây giờ là riêng về phần lễ thì tôi có ý kiến này, chúng tôi ăn tới đây là có 7 cái lễ, thì trong đó là có một cái lễ để các cụ, các ông, các bà thắp hương gia tiên, và một cái lễ là có cháp, là có 5 cái lễ nhỏ để các cụ, các ông, các bà lễ bên rộng bên ngoại. Và tôi thì đây là tôi nói. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa được lắng nghe lời phát biểu của vị đại diện phái đoàn cấp cao đến từ phía gia đình nhà trai. Như vậy là với phong tục tập quán đó là từ ngàn xa xưa để lại, đặc biệt là với phong tục tập quán đất quê lề có thói, đặc biệt là hôm nay gia đình nhà trai đã thông báo rồi, đó là với những mâm sinh lễ thật đủ đầy mà gia đình nhà trai đã sắm sửa một cách rất là đàng hoàng và chú đáo. Đặc biệt sau đó thì có một chút lễ thì gia đình nhà trai cũng xin gửi lại để gia đình nhà gái chúng ta đón nhận, để như vậy là cùng vun đắp hạnh phúc tương lai cho đôi con trẻ. Và sau đây ban tổ chức của chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu vị đại diện của gia đình nhà gái, ông Nguyễn Văn Hưng, đại diện cho dòng họ Nguyễn, hãy đứng dậy với những lời phát biểu và giới thiệu các thành phần tham gia trong buổi lễ hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông. Trước hết là tôi xin trân trọng giới thiệu đến họ hàng của bà gái.
thì kính thưa hai Hòa với Hòa trai, trước hết là đây là ông bố của chú Khoa, còn đây là vợ chú Khoa, còn đây là ông chú nối với của bố đẻ ra cô Ngọc đây, còn bên đây là chị gái của chú Khoa đây, còn nói chung là Hòa Hạ và nói chung cũng ở đây cũng đủ bài được hết. Còn xin phép các ông là tôi là anh con bác của chú Khoa, thì chú đây là em bố tôi, em có nghĩa là con bác, còn là chú Khoa thì tôi là con bác. Thì kính thưa Hai Hòa, kính thưa các cụ ông cụ bà, kính thưa các quan viên Hai Hòa, kính thưa các bạn thanh niên nam nữ gần xa, thì hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh được vinh dự đón gia đình Hòa Trai, cũng đường xa xôi cũng không thể thời gian, và Ngọc đó là cũng đến bất chút thời gian là coi như đem đồ lễ vật, nói chung cũng đủ đồ lễ. À tôi xin lỗi, anh trai kia là anh nhân nhất của đấy, tôi là không thấy. Chúng ta cũng gia đình Hòa gái thì chúng tôi cũng xin thay mặt để nhận lễ cao trầu, còn riêng gia đình Hòa gái thì cũng xin gửi gắm cháu lại cho đến gia đình Hòa Trai làm dâu. Thì tuy nhiên đó là cháu nó có lớn người nhưng mà nó cũng kia được thôi, thì cũng mong rằng là Hòa Trai nói chung và gia đình Hòa Trai nói riêng cũng mong gia đình Hòa Trai là về đó dạy dỗ thêm con thêm cháu để cho được làm dâu hiền, và chúng tôi cũng chấp nhận ở đây để đón cháu Quỳnh về làm ghế thảo của gia đình Hòa Trai. Như vậy là bên cháu bên Nhật với phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta. Thứ hai đây là với những nhà tài trợ thật chính trong chương trình hôm nay, đó là như vậy là rượu bia nước ngọt, đó là bông na, bông tiên thuốc lá và thăng long, cùng với như vậy là những hoa thơm trái ngọt trong vườn gia đình nhà trai với công ty bánh kẹo Sô Cô La, công ty bánh kẹo Hải Hà cùng tài trợ cho chương trình đại lễ hôm nay. Cảnh báo các nhà quay phim, các nhà nhiếp ảnh gia đến từ hai quê hương, đó là tỉnh Thanh Hóa và quê hương sẽ có những cung bậc rất rõ ràng với những năm tháng tình yêu đôi bạn trẻ của chúng ta đến với lễ cuối cùng, đó là một phong bì mà gia đình nhà trai chính thức trao cho gia đình nhà gái để thắp lên bàn thờ tiên, đặc biệt là với sau đó thì cùng trao cho hai con để hai con sẽ sử dụng, sẽ làm vốn liếng sau này. Và kính thưa quý vị, như vậy là xin mời hai vị đại diện của hai gia đình chúng ta hãy thể hiện với nhau tình cảm thân thiết nhất, đó là với những cái bắt tay thật nồng nhiệt. Xin mời cho hai vị đại diện của chúng ta một tràng pháo tay nào quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và lúc này đây xin mời phía gia đình nhà gái chúng ta hãy chính thức truyền mâm sính lễ mà gia đình nhà trai mang đến để dâng lên bàn gia tiên, để thắp lên để báo cáo với các cụ tổ tiên, đó là tỏ lòng thành kính với các cụ tổ tiên. Và xin mời gia đình nhà gái ạ. Vâng, xin mời gia đình nhà gái hãy đang chuẩn bị dâng lên bàn gia tiên với những mâm sính lễ thật khách mời Huyền Trang. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe và thưởng thức.
nữ ca sĩ Huyền Trang một tràng pháo tay thật to và thật lớn với ca khúc Tiểu Xà Liên Phương, thành phố Hưng Yên, chính thức kết trận tỉnh Long Giang với gia đình. Kính thưa quý vị, như vậy là để chúng ta được tiếp tục chương trình. Sau đây xin mời vị đại diện của gia đình nhà. Báo cáo với hai họ là về phần lễ thì chúng tôi đã trao cho hôm 20 tới đây là vào 6:05 là đoàn chúng tôi xuất phát từ Hưng Yên đi. Còn nó đến đây khoảng tầm 7-8 khoảng hơn 8 giờ đấy không là chúng tôi tới đây thì cũng thông báo để các cô. Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ sánh đôi.
thống nhất với gia đình đấy. Và chọn giờ vàng giờ đẹp nhất đó là giờ xin cô dâu Lan Anh của chúng ta trở về làm dâu tại quê hương gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị, như vậy với phong tục tập quán người Việt Nam của chúng ta đó là miếng trầu đã đầu câu chuyện, miếng trầu nên dâu nhà người và miếng trầu nên nghĩa phu thê. Và hôm nay đó là hoàn tất những thủ tục quan trọng nhất trong buổi cuối cùng hôm nay, đó là buổi lễ xin dâu mà các vị đại diện phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà trai cùng với các vị đại diện phái đoàn đại diện cấp cao đến từ phía gia đình nhà gái đã có mặt đông đủ tại tương gia của gia đình nhà gái, đó là tại tòa nhà Hạnh Phúc. Và sau đây một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi thay lời gia đình nhà gái xin được chân thành cảm ơn những tấm lòng, những tình cảm mà quý vị đã dành cho hai gia đình, hai con, hai em của chúng tôi trong buổi đại lễ hôm nay. Và sau đây ban tổ chức của chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời và giới thiệu vị đại diện cho dòng họ Hoàng đến từ quê hương ngoại trai, đó là Hương Yên. Và hôm nay xin mời vị đại diện cấp cao đó đứng dậy có những lời phát biểu và giới thiệu thành phần tham gia trong buổi lễ xin dâu này và có những chính lễ mà gia đình nhà trai mang đến với gia đình gái chúng ta trong buổi lễ hôm nay. Sau đây đây xin chào kính mời. Một lần nữa xin được cảm ơn hai mẹ và kính thưa quý vị. Như vậy là vừa rồi đó là chúng ta được lắng nghe vị đại diện của gia đình nhà trai chính thức chia phép với bố mẹ cùng với dòng họ của gia đình nhà gái. Như vậy là có sinh lễ cuối cùng đó là lễ xin dâu và được bố mẹ cùng với dòng họ của gia đình nhà gái được đón nhận và chấp thuận với sinh lễ vừa rồi. Và kính thưa quý vị, như vậy là sau đây xin mời vị đại diện của gia đình nhà gái có những lời phát biểu và giới thiệu các thành phần đến từ phía gia đình nhà gái không ạ? Vâng, xin mời. Cảm ơn anh chị, kính thưa hai hòa. Trước nấc vào buổi giao dâu thì tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là anh con ông bác của phụ thân phụ mẫu gia đình của cháu. Thì ở đây là cụ nội của cháu Lan, ở đây là bà cụ ngoại của cháu Lan, còn ở bên đây là chị gái của phụ thân, ở đây là anh trai của phụ thân, còn ở bên kia là chị gái của mẫu thân. Và cô Hào đây là chị gái của mẫu thân. Và trong phía bên gia đình ngoại, còn gia đình nội bên đây là có chị dâu và anh trai của mẫu thân. Thì gia đình nói chung cũng tất cả anh em họ hàng và cả chị gái giáp của mẫu thân đây nữa, là nói chung họ hàng cũng đến đầy đủ. Thì kính thưa anh họ, kính thưa tổ chức hôn trường, kính thưa các vị khách gần xa, kính thưa các cụ ông cụ bà, hôm nay cũng như lời phát biểu của gia đình nhà trai thì cũng là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo thì được phép của hai bên gia đình, cũng được sự đồng ý của các cháu hai bên nội ngoại gia đình, và hơn nữa là được phép tối cao nhất là của chính quyền địa phương cho phép hai gia đình hai họ chúng tôi làm lễ vu quy cho hai cháu và giao dâu cho
và nhà trai. Thì trước hết tôi cũng xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc cho gia đình vui tươi hạnh phúc, chúc cho hai họ mãi mãi bền lâu, và hơn nữa chúc cho những vị quý khách ở gần xa sức khỏe vô biên, tiền bạc triền miên. Cuối cùng tôi xin đại diện cho gia đình họ nhà gái giao cháu Lan Anh để làm dâu của họ nhà trai, để mong tuy rằng là cháu cũng có lớn chưa có khôn thì để cũng mong nhỏ họ nhà trai và gia đình họ trai là dạy uốn nắn cháu thành một người dâu hiền của họ nhà trai và một người hiếu thảo của gia đình. Thì chúng tôi họ nhà gái cũng xin nhận cháu Hoàng Quỳnh là về làm dễ và nhà gái cũng là một người dễ thảo của trong gia đình. Thì cuối cùng tôi cũng không quên chúc các vị quý khách gần xa đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ với gia đình chúng tôi, đã bớt chút hết thời gian vàng ngọc. Thì cũng tôi cũng một lời chào cuối cùng chúc các vị quý khách tất cả những người miền xuôi miền núi tất cả đều một là một sức khỏe vô biên. Tôi xin hết. Lắng nghe là phát biểu của vị đại diện cho gia đình nhà gái. Như vậy là đó là vị đại diện của gia đình nhà gái thì cũng đã chấp thuận chấp nhận với những sinh lễ mà gia đình nhà trai mang đến. Đặc biệt là có những lời như vậy là trao gửi như vậy là cháu Lan Anh để về làm dâu tại gia đình nhà trai. Và đặc biệt là kính thưa quý vị, như vậy là đúng từ giờ phút này đó là gia đình nhà trai lại thêm một thành viên mới, đó là cháu Nguyễn Lan Anh chính thức là người con dâu, người cháu dâu của dòng họ Hoàng. Và cũng từ giờ phút này đó là gia đình nhà gái chúng tôi sẽ đón nhận thêm một thành viên mới, đó là cháu rể, đó là cháu Hoàng Quỳnh. Một lần nữa ban tổ chức của chúng tôi cùng mong rằng tất cả hai gia đình chúng ta sẽ vun đắp tương lai hạnh phúc cho hai con trẻ, để hai con trẻ đến vững tay lái chèo lái con thuyền đi đến bến bờ hạnh phúc. Và sau đây ban tổ chức của chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời người mẹ thân sinh ra cô dâu Lan Anh chính thức mẹ đứng dậy để dắt người con gái của mình, dìu dắt người con gái của mình ra để trao cho người con rể thân yêu. Xin mời.
thì hận em, đôi khi giận nhau vu vơ. Nhưng trong lòng em còn tin tình yêu cho anh. Một ngày nắng soi mong mái cười, em như nàng tiên nói câu chuyện xưa dưới gốc mơ. Một người nói theo làn gió yêu đề, cho em rất hay vì yêu anh. Một điều cho tình ái ban đầu. Chào kính mến, và lúc này phái đoàn họ nhà trai nên đường đón cô dâu đã gặp bến tại hôm trường vòng cưới, và xin được trân trọng kính mời các cụ, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên, quan viên bố họ hai gia đình đã cùng quản đường xa xa xôi đã chút thời gian và ngọc trở lại với tư gia phòng chào vòng cưới họ nhà trai. Trân trọng kính mời các quý vị, đặc biệt là đại diện của gia đình, hướng dẫn cho các vị khách quý chúng ta cùng trở lại các dãy bàn tiệc trà tiệc chờ để cùng thơm hương thuốc bàn hương trà chờ đợi trong ít phút để chứng kiến câu chuyện tình yêu hạnh phúc của đoàn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa các bậc quý vị, trân trọng kính mến, với phương châm tiếp khách nhân tiếp người thân, đón tết như đón mùa xuân năm về, chúng mình trọng kính mời các vị khách quý chúng ta cùng trở lại các dãy tiệc trà tiệc chờ. Nhành xanh ngọn, nước có nguồn mới có bể cả sông sâu. Con người ta sinh ra bởi vì đâu? Trước có tổ tiên ông bà cha mẹ, rồi sau có mình. Và vừa rồi đề bề tỏ lòng tôn kính thì đôi bạn trẻ của chúng ta đã trở lại án tiền xa tiên bái yết tổ đường trước khi chương trình đại lễ thành hôn được chính thức diễn ra. Và lúc này đây, với khuôn mặt rạng ngời của đôi bạn trẻ đã trở lại hôn trường vòng cưới. Kính thưa các bậc quý vị, trân trọng kính mến, trải bao năm đời tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Đôi ta tình nặng nghĩa đầy, chung câu ước nguyện đến ngày nên duyên. Giờ đây bến đã gặp thuyền, cầm tay ra mặt thề nguyện lứa đôi. Nụ cười ánh mắt rạng ngời, kề vai chung bước đường đời trăm năm. Năm chọn tháng, tháng chọn ngày, ngày hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 3 năm Nhâm Dần, được sự đồng ý của chính quyền hai tỉnh, hai địa phương, được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của đôi bạn trẻ và sự vun vén của quan viên bốn họ hai gia đình, để ngày hôm nay chọn ngày lành tháng tốt giờ đẹp, lựa chọn làm ngày xe duyên chỉ thắm cho đôi bạn trẻ. Lúc này đây xin được trân trọng giới thiệu chú rể Hoàng Quỳnh và cô dâu Lan Anh sẽ nắm tay nhau bước lên sân khấu. Xin được trân trọng giới thiệu. Quý vị trân trọng kính mến, ngày hôm nay chúng ta hiện diện ở nơi đây với một mục đích duy nhất, đó là tạo cho nhau niềm vui sự sống, tạo cho nhau sự thật tình yêu, tạo cho nhau những buổi sớm chiều. Và giờ đây đôi bạn trẻ đã tạo cho nhau những điều chung thủy. Kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, trải bao năm đời tháng chờ, niềm vui và hạnh phúc bây giờ là đây. Năm chọn tháng, tháng chọn ngày, hiện thì giờ giấc không thay đổi gì. Và lúc này đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chú rể cô dâu sẽ nắm chặt tay nhau, cúi đầu chào, gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới sự hiện diện của các quý vị thân khách quý. Và ban tổ chức cũng được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn cho chú rể Hoàng Quỳnh sánh duyên cùng cô dâu Lan Anh chính thức được bắt đầu. Xin mời một tràng pháo tay thật to thật rộn rã để chúc mừng. Kính
thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, và vừa rồi chú rể và cô dâu đã ra mắt, gửi cúi đầu chào, gửi tới lời cảm ơn sâu sắc của các vị khách quý quan viên bốn họ hai gia đình ngày hôm nay đã bớt chút thời gian và ngọc công việc riêng tư để về chúc phúc cho đôi bạn trẻ, chúc mừng cho hai bên gia đình. Kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang, yêu nhau chẳng quản lầm than, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều, đôi bạn trẻ của chúng ta đã vượt quãng đường dài để quen biết, tìm hiểu và được cập bến bờ hạnh phúc ngày hôm nay. Với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, với những lời chúc phúc của đôi bạn trẻ, xin mời các quý vị chúng ta cùng thơm mưa thuốc cạn hương trà để gửi tới những lời tốt đẹp nhất tới đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, và ngày hôm nay trước khi đôi bạn trẻ chúng ta chính thức lên vợ thành chồng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình, bác trưởng đoàn phái đoàn họ nhà gái cũng như vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai sẽ trở lại sân khấu để có đôi lời phát biểu trao dâu nhận rể, trao rể nhận dâu. Trân trị trọng được kính mời. Các bậc quý vị trân trọng kính mến, qua sông có bến có đò, làm cha làm mẹ dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, và sau đây họ nhà gái có đôi điều xin thưa. Xin được trân trọng kính mời lời phát biểu vì đại diện phái đoàn họ nhà gái, bác sẽ có đôi lời phát biểu trao dâu, xin được trân trọng kính mời bác. Xin cảm ơn MC. Kính thưa Hai Họa, kính thưa ban tổ chức phân trường, kính thưa các quý khách gần xa, các cụ xa gần, hôm nay cũng là ngày lành tháng đẹp, ngày hoàng đạo giàu hoàng đạo, cũng được cho phép của hai bên gia đình cũng như Hai Họa cho chúng tôi tổ chức lễ vu, tổ chức lễ tân hôn của hai cháu Hoàng Quỳnh và Lan Anh. Tôi thay mặt gia đình họ gái chúc cho cháu trăm năm hạnh phúc, chúc luôn gia đình vui tươi đầm ấm, chúc cho Hai Họa mãi mãi bền lâu, chúc cho các vị quý khách đây là sức khỏe bền vững lâu dài và trăm năm hạnh phúc. Và cuối cùng tôi cũng giao cháu Lan Anh với gia đình Hòa gái về làm dâu gia đình Hòa trai, để rồi tuy rằng cháu nó cũng có lớn chưa có khôn thì cũng nhờ gia đình Hòa trai, gia đình và Hòa nhà trai uốn nắn cháu, dạy dỗ cháu cho thành người dâu hiền của nhà Hòa trai. Và cuối cùng tôi cũng xin chúc ra tất cả gia đình hai bên họ trai họ gái một lời chào hạnh phúc sức khỏe. Tôi xin hết. Và các quý thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, vừa rồi là lời phát biểu vì đại diện họ phái đoàn họ nhà gái, bác có đã có đôi lời phát biểu để trao cô dâu. Lan Anh từ nay sẽ giao cho phái đoàn họ nhà trai để phong tục tập quán hai nơi hai địa phương khác nhau. Rất mong muốn rằng phái đoàn họ nhà trai sẽ tạo mọi điều kiện để giúp cho cô dâu sớm hòa nhập với phong tục tập quán của địa phương cũng như của gia đình. Kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, thông gia như ruộng liền bờ, ông chờ dề thảo, bà chờ dâu ngoan, để rồi có nam có nữ mới nên xuân, có nhà trai nhà gái mới lên phần thông gia. Nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai tôi có mấy lời đáp thay để cho bên rể bên dâu, để cho nhà gái nhà trai được về lâu về dài. Xin được trân trọng kính mời một lời đáp từ của vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa ban tổ chức, thưa cô dì chú bác cùng các anh chị bạn bè nam nữ của hai cháu, lời đầu tiên tôi xin được kính chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông các bà, cô dì chú bác, bạn bè nam nữ của hai cháu có một sức khỏe tốt ạ. Vâng, được sự ủy quyền của gia đình họ nhà trai, tôi đại diện cảm ơn sự nhiệt tình đưa đón không quản đường xa của các cụ, các ông các bà, cô dì chú bác, bạn bè
nam nữ của hai cháu đã về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Vâng, qua sự tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên bố mẹ, được sự đồng ý của hai bên chính quyền địa phương, hai gia đình đã bàn bạc thống nhất hôm nay tổ chức làm lễ thành hôn hai cháu. Tôi để đọc lời bác trưởng đoàn họ nhà gái. Tôi cũng xin đại diện ghi nhận cháu Lan Anh làm con dâu ông bà ông ta và là một thành viên của gia đình họ nhà trai tôi. Đồng thời tôi cũng xin trao gửi cháu Hoàng Quỳnh làm con ông bà bên họ nhà gái và một thành viên của gia đình họ nhà gái. Xin phép hồi hôn cho tôi được chúc hai cháu. Bác chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sớm có con mồng cháu bé. Và một lần nữa cho phép tôi được xin chúc sức khỏe toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cháu một sức khỏe tốt ạ. Tôi xin hết. Xin vâng, kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến. Và vừa rồi là lời đáp từ vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai. Và cho phép ban tổ chức xin được gói gọn tâm tư tình cảm của hai vị đại diện cho hai bên gia đình vào những câu thơ như sau. Lời dạy cha ông tựa núi non, dâu hiền rể thảo tấm lòng son. Đã là con thì cho tròn đạo, nghĩa vợ chồng chung thủy sát son. Xin mời hai bác sẽ bắt tay, cái bắt tay thân mật kết tình thông gia. Từ nay hai lối hai nhà chung một ngõ, tứ hải giao huynh chỉ có nhịp cầu. Trăm năm hạnh phúc bền lâu, tình duyên hành ngộ bạc đầu giang long. Xin mời hai bác sẽ bắt tay, cái bắt tay thân mật kết tình thông gia. Hai nhà như một, toàn thể hôn trường chúng ta cùng nổ tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng. Và lúc này đây xin mời hai bác sẽ lán lại để cùng chứng kiến giây phút đăng quang, giây phút hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, và cũng thay lời cho gia đình đỡ lời cho hai bên cô dâu và chú rể, xin mời các quý vị chúng ta một lần nữa cùng tự nhiên thơm hoa thuốc cạn hương trà chứng kiến câu chuyện tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Kính thưa các bậc quý vị, và lúc này đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ trao cho nhau vòng nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hai vị trưởng đoàn cũng như quan viên bốn họ hai gia đình đến chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Xin được giới thiệu chú rể và cô dâu. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ quay vào nhau và trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu trong ngày vui ngày hạnh phúc. Kính thưa các bậc quý vị trân trọng quý mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu điểm cuối, thể hiện cho một vòng tròn vĩnh cửu. Đôi bạn trẻ trao cho nhau vào ngón áp út, thể hiện cho sự gắn kết đến trọn đời. Để rồi nhẫn này trao gửi thương yêu, bao nhiêu năm tháng bấy nhiêu mặn nồng, thủy chung nghĩa vợ tình chồng. Nguyện cho ý hợp tâm đồng từ đây, nhìn nhau tay nắm bàn tay, nhờ đôi nhân quý nói thay bao điều. Và kính thưa các bậc quý vị, ngày hôm nay tại hôn trường tư gia phòng cửa trà phòng cưới họ nhà trai, qua trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thanh Tuyền, tổ chức một chương trình đại lễ thành hôn trang trọng lịch sự trước sự chứng kiến của quan viên bốn họ hai gia đình. Thì lúc này đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiến đến bàn bánh để cắt bánh chia ngọt sẻ bùi trong ngày vui ngày hạnh phúc. Xin được trân trọng giới thiệu. Mời chú rể và cô dâu tiên tầng từ dưới lên, từ phía dưới lên tầng 1 để gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới công ơn sinh thành dưỡng dục của hai bên gia đình, để cho đôi bạn trẻ có ngày trăm năm hạnh phúc như ngày hôm nay. Và tầng bánh thứ hai, chú rể và cô dâu tay trong tay cắt ra để cảm ơn tới sự hiện diện, sự chung vui, sự vun vén của quan viên bốn họ hai gia đình ngày hôm nay đã chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và tầng bánh thứ ba, đó là tầng bánh hạnh phúc của đôi bạn trẻ chúng ta. Chú rể Hoàng Quỳnh và cô dâu Lan Anh tay trong tay được cắt ra chiếc ngọt sẻ bùi trong ngày vui ngày trọng đại của đôi bạn trẻ. Và sau khi cắt chiếc bánh tình yêu, xin mời chú rể cô dâu sẽ tiến đến tháp ly. Xin mời chú rể sẽ bật chai rượu Smile thứ nhất để cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay rót lên tháp ly tình yêu.
Kính thưa các bậc quý vị, trân trọng kính mến, ngày hôm nay trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thanh Tuyền chúng tôi chọn ly rượu vang đỏ, chọn chai rượu vang đỏ để cô dâu và chú rể rót lên tháp ly với một thông điệp gửi tới các quý vị, đó là dòng rượu vang đỏ thể hiện cho dòng máu của hai con tim của chú rể Hoàng Quỳnh và cô dâu Lan Anh ngày hôm nay sẽ cùng chảy trong một dòng máu, cùng chung một nhịp đập. Xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay rót lên tháp ly. Với dòng rượu vang đỏ và quyện vào với làn khói trắng thể hiện cho một sự lung linh huyền ảo, và với nấc thang của tình yêu, đây bạn trẻ chúng ta từ nay sẽ tay trong tay cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng đắng cay đã cũng chịu, ngọt bùi chúng ta có nhau. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng rót lên chai rượu thứ hai, và xin mời chú rể sẽ bốc lại 1/3 chai rượu để rót lên những chiếc ly trên bàn ban tổ chức đã sắp xếp. Cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay rót lên tháp ly. Kính thưa các bậc quý vị, trân trọng kính mến, vào ngày hôm nay hai bông hoa rạng ngời hạnh phúc đang tay trong tay cùng các chiếc bánh tình yêu cùng rót lên những ly rượu, một sự thể hiện cho sự gắn kết, một tình yêu chung thủy ngọt ngào, có cay đắng có ngọt bùi, những đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn vượt qua để cập bến đến bến bờ hạnh phúc, để cùng ngày hôm nay chung tay rót lên tháp ly tình yêu trước sự chứng kiến của quan viên bốn họ hai gia đình tới chúc phúc cho đôi tân lang và tân gia nhân ngày hôm nay. Và xin mời chú rể và cô dâu sau khi rót lên tháp ly vị trưởng đoàn phái đoàn họ nhà gái, hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình đại diện cho bố mẹ cũng như của cô dâu cũng như của chú rể ngày hôm nay để chúc phúc cho chú rể và cô dâu, xin mời hai bác cùng ly để chúc mừng cho các con các cháu, xin được kính mời. Tập thể hội trường chúng ta dành tặng một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai bên gia đình. Vâng, xin cảm ơn hai bác. Và sau khi hai bác đã chứng kiến giây phút hạnh phúc của đôi bạn trẻ, xin mời hai bác sẽ trở về trong nhà để cùng chung vui tiệc trà tiệc chầu chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Lúc này đây xin mời chú rể và cô dâu một lần nữa sẽ tiến lên sân khấu. Và lúc này đây xin mời chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ ngoắc tay uống ly rượu ra vôi trong ngày vui ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Xin mời các quý vị chúng ta đếm từ 1 đến 3 để chú rể và cô dâu cùng uống ly rượu ra vôi. 1, 2, 3, xin mời. Và vâng, kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, và ngày hôm nay tại tư gia phòng chào phòng cưới họ nhà trai với phong nền cưới 3 chữ lễ thành hôn. Chữ lễ thì ban tổ chức đã làm xong, và chữ thành thì hai vị trưởng đoàn đã tác thành, còn duy nhất một chữ nữa chỉ có cô dâu và chú rể thực hiện được. Có đúng không thưa quý vị? Thế thì một tràng pháo tay thật to thật lớn để chú rể và cô dâu sẽ cùng thực hiện chữ hôn. Xin mời chú rể và cô dâu, hai em sẽ chuẩn bị, nhưng trước khi hôn thì sẽ cùng nghe những lời tâm sự của chú rể và cô dâu ngày hôm nay được không ạ? Xin hỏi chú rể và cô dâu, khoảng cách địa lý xa như vậy thì chú rể và cô dâu yêu nhau lâu chưa ạ? Lâu rồi chị ạ. Lâu rồi à? Lâu rồi thì chắc chắn là đã từng hôn đúng không ạ? Không. Đã từng hôn thì chắc chắn là rất có kinh nghiệm. Vậy lúc này đây xin mời chú rể và cô dâu nghiêm. Chú rể quay về phía tay phải 35 độ 7. Chú rể nghiêm túc quay về phía tay phải 35 độ 7. Xin mời cô dâu quay về phía tay trái 37 độ 5.
Và nếu như cô dâu và chú rể đã hôn nhau rồi thì chắc chắn sẽ không phải tốn thời gian của ban tổ chức. Xin mời cô dâu và chú rể, đặc biệt chú rể sẽ đặt tay lên hai bờ eo mềm mại của cô dâu. Chú rể bà hôn rồi mà trông vẫn ngượng ngùng lắm ạ. Xin mời cô dâu sẽ đặt tay lên hai bờ vai vững chắc của chú rể. Đây là nơi mà cô dâu sẽ nương tựa dựa dẫm suốt đời. Xin hỏi chú rể và cô dâu yêu nhau lâu rồi thì có biết là có bao nhiêu kiểu hôn không ạ? Xin hỏi chú rể. Không ạ. Vâng, ở phía dưới có một thanh niên bảo 9 kiểu. Ban tổ chức gói gọn vào 2 kiểu. Đó là kiểu hôn thứ nhất, kiểu hôn mạnh như phim hành động của Ả Rập. Và kiểu hôn thứ hai là hôn lãng mạn theo kiểu Hàn Quốc. Xin hỏi cô dâu lựa chọn kiểu hôn nào ạ? Vâng ạ, à, cô dâu của chúng ta rất là dịu dàng và lựa chọn kiểu hôn Hàn Quốc ngày hôm nay. Thì đôi bạn trẻ với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc thì trước sự chứng kiến của đôi bên gia đình xin được gợi ý cho cô dâu và chú rể như thế này. Đã gọi là hôn thì không được thơm vào trán và không được thơm vào má. Nếu như thơm vào trán thì sẽ đẻ ra 5 gái 1 trai. Nếu mà đẻ thơm vào má thì sẽ đẻ ra 3 gái 2 trai. Còn nếu với đôi môi xinh xắn của cô dâu, chú rể đặt nụ hôn lên đó thì sẽ sinh ra 1 trai và 1 gái. Còn nếu chú rể và cô dâu của chúng ta là fan hâm mộ của bóng đá thì sẽ họ lựa chọn theo 3 kiểu hôn để sinh ra 11 cầu thủ, được không ạ? Đấy là tùy lựa chọn của chú rể và cô dâu. Ban tổ chức chỉ gợi ý như vậy thôi ạ. Và lúc này nơi đây để cho nụ hôn của chú rể và cô dâu được thành công thì rất mong muốn rằng các quý vị chúng ta sẽ cùng phối hợp với những người làm chương trình. Họ nhà gái đâu ạ? Họ nhà gái đâu ạ? Họ nhà trai đâu ạ? Chúng ta chuẩn bị đếm từ 3 đến 1 để cô dâu và chú rể sẽ dành tặng cho nhau nụ hôn nồng thắm và không ngắn nhưng cũng không dài để đủ cho anh chụp ảnh phía dưới, anh chụp được bức hình lưu niệm thật đẹp, thật ý nghĩa trong ngày vui hạnh phúc. Nếu cô dâu chú rể không thực hiện được thì sẽ bắt hôn lại. Xin mời chú rể và cô dâu sẵn sàng chưa ạ? Chú rể cười tươi sẵn sàng rồi ạ. Quý vị cùng với ban tổ chức chuẩn bị 3, 2, 1. Xin hỏi anh Vũ Thế Hệ, anh chụp được chưa? Chưa. Thế thì con dâu và chú rể của tụng chúng ta chưa trao cho nhau nụ hôn thành công được ạ. Lúc này xin mời chú rể và con dâu sẽ quay mặt lại vào nhau với tư thế như vừa nãy. Xin mời con dâu sẽ xông pha và hôn chú rể. Chú rể không thành công thì cô dâu phải tiếp tục. Xin mời chú rể sẽ đặt tay vào hai bờ eo cô dâu, nơi mềm mại mà bây giờ các bà nội trợ gọi là thịt ba chỉ đấy ạ. Xin mời chú rể và cô dâu. Ban tổ chức sẽ đếm từ 1 đến 3. Nụ hôn bao giờ ban tổ chức dừng đếm thì sẽ được dừng để anh chụp ảnh, anh sẽ chụp được bức hình lưu niệm chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Cô dâu chú rể sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3. Bắt đầu. 3, 2, 1. Vâng, quý vị chúng ta mãi tập trung vào chuyên môn mà không dành tặng cho cô dâu và chú rể chàng pháo tay chúc phúc. Một lần nữa xin mời các quý vị chúng ta cùng đồng loạt chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa các bạn, quý vị trân trọng kính mến. Ông Tơ thì thấy dâu xinh, bà Nguyệt thì thấy rể mình nết na. Chúng ta Loan Phượng một nhà, chúng ta Loan Phượng mặn mà trông vui. Hôm nay chầu quẹt với câu thương nhau ta đã là con trong nhà. Để rồi bao năm mong ước mãi đợi chờ, bây giờ sự thật ngỡ như mơ. Hạnh phúc trăm năm duyên chồng vợ, giàu sang phú quý mấy ai ngờ. Kính thưa các bậc quý vị, và ngày hôm nay một lần nữa ban tổ chức thay lời gia đình đỡ lời cho tiếng nói của cô dâu và chú rể. Xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc của các quý vị thân khách quý, quan viên bốn họ ngày hôm nay đã bớt chút thời gian và ngọc công việc riêng tư để trở lại với hôn trường vòng cưới họ nhà trai dự chương trình đại lễ thành hôn chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ trở lại trong nhà và xin mời ban tiếp tân chuẩn bị cho một ấm trà để chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ trở lại các dãy tiệc trà tiệc chầu, mời nước các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên, và đặc biệt kính mời các quý vị chúng
chúng ta cùng thơm hương thuốc cạn hương trà chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ trở vào trong nhà mời nước mời chầu các cụ các ông các bà, thay cho ngàn lời cảm ơn của gia đình hai bên ngày hôm nay trước sự chứng kiến của quan viên bốn họ hai gia đình. Và trong khi chờ đợi chú rể và cô dâu trở lại gia đình vào trong nhà mời nước mời chầu các cụ các ông các bà thì mời bay đến với một sáng tác được mang tên Tình Lúa Duyên Trăng. Và với ca khúc này, chú rể và cô dâu đã trở lại các dãy tiệc trà tiệc chầu, mời nước mời chầu các quý vị thân kính quý. Kính thưa các bậc quý vị, hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc
đẹp tình ta, nghĩa nước tình nhà lòng chung thủy, vừa vui tình mẹ làm đẹp tình cha, trải bao năm đời tháng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây, đôi ta tình nặng nghĩa đầy, chung câu ước nguyện đến ngày nên duyên, giờ đây bến đã gặp thuyền, cầm tay giao mặt thề nguyện lứa đôi, nụ cười ánh mắt rạng ngời, kề vai chung bước đường chờ đợi trăm năm, để rồi sân khó chật nhưng tấm lòng rộng mở, lễ lãi đơn sơ nhưng tình cảm rất chân thành. Chén nước trà của gia đình hôm nay tuy không thật đượm xanh, nhưng mạnh dạn mời cả hôn trường chúng ta cùng uống. Hai chữ cảm thông là lẽ thường trong cuộc sống. Gia đình quân viên họ nhà trai xin được khắc cốt ghi tâm. Và còn nhiều tiếng hát lời ca, nhưng hơn 40 phút đồng hồ đã qua. Ta về ta nhớ lời ca ân tình. Và kính thưa các bậc quý vị trân trọng kính mến, đến lúc này cho phép ban tổ chức xin được tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của chú rể và cô dâu đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được một lần nữa chuyển lời gia đình đỡ lời cho tiếng nói của đôi bạn trẻ. Xin được cảm ơn sự hiện diện của các vị thân khách quý, quan viên bốn họ hai gia đình, không quản đường xá xa xôi, công việc bận rộn riêng tư, trở lại với phòng trà phòng cưới họ nhà trai dự chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng duyên cưới cho đôi bạn trẻ. Và lúc này đây xin mời vị đại diện cho gia đình họ nhà trai, trưởng đoàn phái đoàn họ nhà trai, bác sẽ trở lại sân khấu một lần nữa để có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bác. Vâng, buổi thành hôn cho các cháu đã được ban tổ chức công bố là kết thúc. Thì đại diện cho gia đình họ nhà trai, tôi cũng đại diện mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của hai cháu là gia đình có nhã ý mời dự bữa cơm bữa. Xin kính mời tất cả. Dạ vâng, thưa các bậc quý vị và ban tổ chức xin được đỡ lời cho gia đình họ nhà trai, đỡ lời cho vị trưởng đoàn, xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin được kính mời các quý vị, chúng ta đã bước chút thời gian trở lại với gia đình để chung vui chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng duyên cưới cho đôi bạn trẻ, dự tiệc trà tiệc chầu chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng nán lại để dự bữa cơm thân mật của hai bên gia đình chúc mừng duyên cưới cho cô dâu và chú rể buổi chiều ngày hôm nay. Và trong khi chờ đợi ban tiếp tân của gia đình sẽ sắp xếp những mâm cơm để gửi tình thật sự mở hướng và chỉ